đang gặp giáo viên khó và bạn hối hận khi mà bạn đã chọn môn mà bạn không có thích môn đó nhưng mà bạn phải lấy môn đó. Jessie xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Các bạn có khỏe không nè? Jessie thì rất là khỏe luôn nha. Các bạn có đoán video ngày hôm nay là video chỉ về chủ đề gì không nhỉ? Đó chính là tìm hiểu giáo sư trước khi chọn môn ở cao đẳng cộng đồng hoặc cao đẳng đại học tại Mỹ. Bắt đầu video thôi nhé. Let's Thời đi học sẽ mang nhiều kỷ niệm cho chúng ta. Có một câu nói khá là hay mà Jessie muốn chia sẻ với các bạn trong video lần này, đó chính là nhất quỷ, nhì ba, thứ ba, học trò. Cái câu nói này nêu lên cái thời học sinh đối với thầy cô giáo. Nhắc đến câu nói này thì Jessie nhớ là hồi cấp 2 á, thì Jessie không được chọn môn. Đến năm mà Jessie du học ở Canada, Jessie được chọn môn thì Jessie hí hửng, mà Jessie không có biết là chọn giáo viên nào tốt để mình có đạt điểm cao hơn, còn giáo viên nào khó thì phải vật lộn như thế nào. Việc chọn môn là việc khá quan trọng đối với tất cả học sinh ở Mỹ từ cấp 3 cho đến đại học luôn nha cả nhà. Bởi vì nếu mà bạn chọn giáo viên mà dễ và tốt thì bạn có thể tiếp thu bài nhanh hơn và đạt được điểm cao. Còn cái việc mà bạn chọn giáo sư mà khó thì bạn phải cố gắng xem là mình có thể vượt qua được môn này để lấy bằng bằng chứng chỉ của cái ngành đó hay không, hay là bạn có thể vô ngành được hay không. Hôm nay Jessie sẽ hướng dẫn nhé. Jessie sẽ mở trình duyệt Microsoft Ad lên nè. Ok, trên cái trình diện này, Jessie đã lưu sẵn cái hai cái trang web, đó chính là Raymond Teachers. Nên hai cái tên giống nhau nhưng mà đường link khác nhau nha cả nhà. Jessie vào cái link thứ nhất nè, Raymond Teachers nè các bạn. Trong đây á thì Jessie sẽ bấm vào close nha các bạn. Chờ Jessie chút. Bấm vào dấu x á để thoát cái này ra. Chờ chút nha các bạn. Close. Ok, sau khi mà thoát xong, đó chính là trang web Rate My Professors. Ở đây là dành cho cao đẳng nha các bạn. Bạn có thể bỏ tên trường của bạn vô đây. Ví dụ như là trường của Jessie là CPCC. Jessie sẽ đánh là CPCC trên cái search này. I would like to look up a professor by name. Thì các bạn có thể chọn trường trước. CPCC. Ok. Các bạn chờ một vài giây nhé. Sau khi mà vô được CPCC á, thì các bạn có thể nhìn thấy cái thanh search á, thì nó có đề là professor name. Ví dụ là Jessie sắp lấy cái giáo viên tên là Stacy Jones. Thì các bạn đó đánh cái chữ STACI và Jones và S, hoặc S là CBCC cũng được, hoặc là các bạn không cần nha, nó sẽ hiện á Stacy Jones. Các bạn chờ cho xin một chút nhé. Stacy Jones. Ok, nó sẽ hiện một số trang web, nó sẽ hiện tên của trường sẵn luôn, bạn không cần đánh cái gì hết. Chết cha, cho xin sai cái tên họ của cô rồi nè. Cho xin sẽ đánh lại cái tên họ nè. Có một chữ N thôi à. Cho xin đánh hai chữ N luôn. Hí, sai nữa rồi. Chán ghê. Bạn phải ghi đúng tên cô giáo thì mới hiện nha. Đây nè, Stacy Jones này các bạn. Academic Skill C Central Pierman Community College là trường của Jessie á, với tên giáo sư nè. Các bạn bấm vào cái tên đó. Ok, để Jessie bấm coi. Sau khi bấm xong á thì nó sẽ hiện ra những cái review về giáo viên nè. Ví dụ như là cái tên mà Jessie tìm cho môn tiếng Anh của Jessie á, thì cô giáo tên là Stacy Jones. Cô giáo này cực kỳ
caring, giống như là quan tâm đến học sinh nè. Không phải, người ta còn chỉ ra cái độ khó của giáo viên là không có khó lắm, và rất là tôn trọng học sinh. Nếu mà bạn thắc mắc á, thì cô giáo sẽ giải thích một cách rõ ràng về điểm số nè. Give a good give back là giống như là bạn có thể nhận được cái hồi âm thật là hay, hoặc là giống như là ý nghĩa là cô giáo sẽ giúp bạn tại sao bạn sai lỗi này, thì bạn khắc phục như thế nào á các bạn. Chelsea không biết cao đẳng cộng đồng ở không phải trường cao đẳng ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì cái điều này khá là quan trọng nha, để bạn biết được cái lỗi của bạn và bạn sẽ không mắc được cái lỗi đó thêm một lần nào nữa. Và clear rating criteria là giáo viên chấm khá là dễ, và người ta gợi ý là 100% có thể lấy cái cô giáo này một lần nữa. Và accessible outside the class khá là good nha. Awesome, tầng awesome không nè. Yes, một môn học khá là quan trọng luôn. Và cô giáo này chỉ là môn trợ cho cái môn English quanh của Chelsea thôi á. Mà cô giáo cũng tốt quá trời tốt luôn nè. Nói giáo viên dễ vậy thôi, chứ bạn, cái điều tốt nhất là bạn có chịu học hay không. Nếu mà bạn chịu học á, dù giáo viên khó đến đâu nữa thì bạn cũng lấy được cái môn đó. Đó là cái quan điểm của Chelsea. Và một cái câu nói châm ngôn khi mà Chelsea đi học á, là nếu người ta làm được thì mình làm được. Cho nên Chelsea sẽ mở cái trang web thứ hai để test xem là có tìm được giáo viên không nha. Ở trang web này á, thì Chelsea chỉ search trên mạng thôi, chứ Chelsea không có xài qua bao giờ á. Chelsea sẽ thử ngày hôm nay. Chelsea tắt cái tab thứ nhất đi nha. Sau khi tắt cái tab đó xong á, thì Chelsea sẽ bấm vào Rate My Professor, cái link thứ hai. Ok, các bạn chờ vài giây. Ở cái trang web này á, thì nó khác trang web trước là các bạn có thể bỏ tên giáo viên rồi search lên luôn. Chelsea sẽ bấm vào Start Teacher, cái tên hồi nãy. No, trường Chelsea trước chứ. CPCC và search xem có không nha. Không có, chán ghê vậy đó. Nếu không á, thì cái cách thứ hai là các bạn bỏ tên. Lần này Chelsea sẽ bỏ qua bước này. Nhưng mà bạn nhớ bỏ tên á, thì nó sẽ search nhanh hơn nha các bạn. Trời ơi, quá trời quảng cáo trên cái trang web này luôn á. Bây giờ Chelsea thử lần nữa nè. Statue Jones, xem có tên giáo viên của Chelsea không nha. Nó không hiện gì thôi. 1 2 3. Sau khi đánh tên xong thì các bạn sẽ bấm vào search. Trời ơi trời, không biết bao giờ cái trang web này nó mới tải xong nữa. Ok, xem như thế nào nhỉ. Search result nó chưa có hiện gì luôn. Nếu mà bạn đăng ký login thì các bạn có thể login nè. Một số trường nên này các bạn sẽ kéo xuống cái trang web này nè. Có một số trường nè các bạn. Elementary nè, các bạn có thể search giáo viên cho con các bạn trên này, hoặc là cấp 3. Chelsea sẽ tắt cái tab này đi nhé. Cái cách cuối cùng và cách đặc biệt nhất các bạn cực kỳ dễ làm, thì các bạn sẽ hỏi anh Google xem anh Google có biết tên này hay không. Thì các bạn có thể đánh cái tên của giáo viên là Statichon CPCC nè. Chelsea ví dụ mẫu cho các bạn luôn để các bạn có thể tham khảo. Statichon CPCC ở cái đầu luôn nha. Cái tìm đầu luôn. Trên cái Statichon CPCC này á, là có trường của Chelsea, thì có các bạn có thể bấm vô đây. Bạn nào học ở Central Pierman Community College, trường cao đẳng cộng đồng Central Pierman á, thì các bạn có thể tìm, chỉ đánh tên giáo viên và CPCC thôi, thì các bạn có thể thấy được cái thông tin của giáo sư của các bạn. Ok, sắp xong rồi các bạn ơi.
khi mà nó hiện ra thì các bạn có thể biết được cái thông tin của giáo viên, ví dụ như là email nè, số điện thoại nè, thời gian mà giáo sư trên lớp nè, các bạn có thể liên hệ nữa. Bây giờ dịch Covid á, thì nó hạn chế, nhưng mà khi đi học thì nó vô cùng hữu ích luôn nha các bạn. Chelsea sẽ lưu cái link đó sau. Đây, cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và các bạn muốn Chelsea làm những cái video tương tự như thế này thì hãy cho Chelsea một lượt like, share, comment và subscribe kênh Chelsea Nguyễn để Chelsea có thêm nhiều động lực chia sẻ thêm những video hữu ích hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn. Peace.